Chào các bạn, trong video này mình sẽ giới thiệu đến các bạn một trận chiến giữa Liễu Đại Hoa đến từ Hồ Bắc Trung Quốc, Cầm Đỏ đi tiên, đại chiến Tiền Hồng Phát đến từ Cam Túc, Cầm Đen đi hậu. Diễn biến của trận đại chiến này diễn ra như sau, mời các bạn theo dõi. Sau khi mở các cuộc tấn công đều bị phía đen vô hiệu hóa, lại kém một chút qua sông, tranh thủ họ Liệu lập tức đưa trận đấu vào thế cờ hòa của ván cờ tàn, pháo sĩ tượng, bền, hòa, xe tốt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn nhớ đứng đăng ký, like, share và để lại những bình luận cũng như những góp ý, ý kiến của các bạn bên dưới phần comment. Các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất của kênh Cờ Tướng Đại Chiến. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào một trong những video tiếp theo.